Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các thông số kết nối hai mạng logic thông qua router 2006. Trước khi tiến hành cấu hình các thông số cho thiết bị, chúng ta cần xây dựng một mô hình như sau. Trong mô hình này, ta sẽ sử dụng một router 2006 và hai máy trạm. Trên router 2006 có hai interface FAT Ethernet 0.0 và FAT Ethernet 0.1. Hai máy trạm sẽ kết nối vào hai switch và từ hai switch này sẽ kết nối vào hai interface FAT Ethernet trên router 2006. Sau khi thiết lập kết nối giữa các thiết bị, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình thông số TCP/IP cho hai máy trạm như trên mô hình. Đối với BC01, chúng ta sẽ sử dụng đường mạng 192.168.10.0 và Default Gateway cho máy trạm này là 192.168.10.1. Địa chỉ IP 192.168.10.1 chính là địa chỉ IP mà ta sẽ gán cho Interface FAT Ethernet 0.0 trên router 2006, cũng chính là interface kết nối vào mạng có chứa BC01. Tương tự, chúng ta cũng sẽ tiến hành thiết lập thông số TCP/IP cho máy BC02 sử dụng đường mạng 192.168.11.2 với Default Gateway là 192.168.11.1. Địa chỉ IP 192.168.11.1 chính là địa chỉ IP của FAT Ethernet 0.1 trên router 2006. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập các thông số trên các thiết bị tuần tự theo các bước như sau. Sau khi thiết lập các thông số TCP/IP cho các máy trạm, chúng ta sẽ tiến hành kết nối một máy tính với router thông qua cổng console trên router để tiến hành cấu hình các thông số trên router. Để thiết lập kết nối với router, chúng ta cần mở chương trình Hyper Terminal và thiết lập các thông số để kết nối với thiết bị. Sau khi đã thiết lập kết nối với router, chúng ta có thể tiến hành cấu hình các thông số như đặt tên cho thiết bị. Để có thể đặt tên cho thiết bị, ta sẽ chuyển vào chế độ Privilege Mode. Sau khi chuyển vào chế độ Privilege Mode, tiếp tục ta sẽ chuyển vào chế độ Global Configuration. Tại chế độ Global Configuration, ta có thể đặt tên cho thiết bị. Ở đây tôi sẽ đặt tên cho thiết bị là R2006. Sau khi đã thiết lập kết nối giữa máy tính với router, tiếp theo ta sẽ tiến hành thiết lập địa chỉ IP và kích hoạt cho các interface FAT Ethernet 0.0 và 0.1 hoạt động. Để thiết lập thông số IP cho interface FAT Ethernet 0.0 và 0.1, chúng ta cần thực hiện tại chế độ Global Configuration. Tại chế độ này, ta sẽ di chuyển vào interface tương ứng muốn thiết lập thông số. Ở đây tôi sẽ thiết lập thông số cho interface FAT Ethernet 0.0 trước.
Tiếp theo, ta sẽ tiến hành đặt IP cho interface này. Địa chỉ IP muốn thiết lập. Trong trường hợp này, ta sẽ đặt địa chỉ IP là 192.168.10.1. Tiếp theo là subnet của IP. Sau khi thiết lập xong IP, ta sẽ tiến hành kích hoạt cho interface này hoạt động. Như vậy, tôi vừa thiết lập các thông số cho interface FAT Ethernet 0.0. Tiếp theo, ta sẽ thiết lập thông số cho interface FAT Ethernet 0.1. Ta cũng sẽ tiến hành đặt IP cho interface này. Tiếp theo, ta cũng kích hoạt cho interface này hoạt động. Như vậy, tôi vừa thiết lập xong các thông số trên các interface FAT Ethernet 0.0 và FAT Ethernet 0.1 và đã kích hoạt cho các interface này hoạt động. Sau khi đã thiết lập xong các thông số, tôi sẽ tiến hành lưu lại các thông tin vừa thiết lập. Nhấn Enter để xác nhận. Như vậy, các thông số trên router 2006 vừa thiết lập xong. Trong trường hợp chúng ta kết nối hai mạng logic vào hai interface trên router, khi đó chúng ta chỉ cần thiết lập các thông số cho hai interface và kích hoạt cho interface này hoạt động mà không cần phải thiết lập định tuyến trên router, vì router sẽ tự động chuyển dữ liệu cho hai mạng logic được kết nối trực tiếp vào hai interface trên router. Do đó, khi chúng ta đã thiết lập xong các thông số trên router thì những mạng logic kết nối trực tiếp vào router có thể trao đổi dữ liệu được với nhau. Sau khi đã thiết lập xong các thông số cho các interface, tiếp theo ta sẽ tiến hành kiểm tra thông mạng giữa các máy trạm. Để kiểm tra thông mạng giữa các máy trạm, ta sẽ sử dụng tiện ích pin, và tại máy PC01 chúng ta sẽ sử dụng tiện ích pin để kiểm tra thông mạng với máy PC02. Địa chỉ IP của máy PC02 là 192.168.11.2. Và như vậy, các bạn có thể thấy trên màn hình là giữa máy PC01 và PC02 đã có thể thông mạng được với nhau thông qua kết nối vào hai interface trên router 2006. Sau khi đã kiểm tra thông mạng giữa các máy trạm và các bạn có thể nhận thấy là chúng ta đã có thể thực hiện kết nối được hai mạng logic thông qua router 2006.
Như vậy, phần hướng dẫn của tôi về cách thiết lập các thông số để kết nối hai mạng logic thông qua router 2006 đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thực hiện bài tập thành công.